Thúy này, lại đây anh bảo. Thưa sếp, em đang chờ lệnh. Anh định thành lập một công ty nữa. Sao? Một công ty anh chưa thấy đủ mệt à? Hai công ty cùng mệt, thì khi mệt được rút ngắn lại một nửa. Chúng ta đang gấp rút lo vốn thật nhanh để thi công dự án của chúng ta. Một công ty nữa được thành lập, được vay vốn, vậy là ta được vay gấp hai lần. Em hiểu ý anh rồi chứ? Em hiểu rồi. Nhưng ai sẽ điều hành công ty mới này? Ngoài em ra, còn ai có thể đảm nhiệm được vị trí đó nữa? Em! Anh có đùa không đấy? Anh nói nghiêm chỉnh đấy. Em sẽ thôi việc trợ lý và thư ký của công ty gió mới để làm giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn gió đông. Sẽ đăng ký chức năng, xây dựng cơ bản. Em sẽ vay vốn để thực hiện những hợp đồng xây dựng do công ty gió mới mời thầu. Ôi, cái đầu của anh. Em bắt đầu thấy sợ anh rồi đấy. Anh nên nhớ, em chưa sợ ai. Ngay cả những người em nể phục cũng ít lắm. Với anh thì... Em có làm giám đốc không? Em đồng ý. Em sẽ làm giám đốc trung thành. Trung thành với người sinh ra để chiến thắng như anh. Thời cơ của chúng ta đang đến. Đừng bỏ lỡ. Phải triệt để tận dụng thời cơ. Chúng ta phải là những nhà triệu phú đô la, ngang hàng với những ông chủ lớn phương Tây. Những người mà nhờ họ, đất nước họ trở thành cường quốc về kinh tế lớn. Anh mơ ước điều này từ khi bắt tay vào làm kinh tế. Và đây là cơ hội để anh thực hiện ước mơ đó. Còn em, từ khi được làm việc với anh, em cũng ước mơ được làm một trợ lý đắc lực, trung thành cho người có ước mơ đó. Công ty của em sẽ đóng tại khu vực trọng điểm trong hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, biệt thự của dự án chúng ta. Ta sẽ huy động vốn để chiếm toàn bộ vùng đất đó, để quy hoạch thành một thành phố vui chơi giải trí cho những ông chủ ngoại quốc sang ta hợp tác làm ăn. Giấc mơ của chúng ta đang trở thành hiện thực. Em thấy không? Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì được anh đưa vào giấc mơ của mình. Ôi, nữ quái của anh, lúc nào em cũng có những ý nghĩ độc đáo. Đưa em vào giấc mơ của anh. Xin chào. Chào. Từ ngày ông anh bỏ nhà hàng Việt Hà của em đi đến tận hôm nay mới tới. Hơi quá đáng đấy nhá. Xin mời. Tại tôi bận quá mà. À, em biết rồi. Trong giới doanh nghiệp, anh là một người nổi tăm nổi tiếng. Một giám đốc trẻ thành đạt, nhưng lại không biết ăn chơi. Làm như trâu húc mã ấy. Tại tôi không có nhu cầu. Không có nhu cầu, hay là bị vợ quản lý chặt quá? Tôi hiểu thế nào cũng được. Thế hôm nay anh lại có nhu cầu à? Hay là vợ thả lỏng? Cả hai đều không. Tôi đến để đặt chỗ cho vài người bạn. Sẽ có hai tốp, mỗi tốp hai người. Cô phải cư xử sao cho họ biết rằng tôi rất chu đáo với họ. Mặt khác, tốp thứ nhất và tốp thứ hai không được chạm trán nhau. Thậm chí, họ không được biết rằng có ai đó ở đây biết họ. Tóm lại, cuộc chơi của họ phải bảo đảm bí mật tuyệt đối. Cô hiểu ý tôi chứ? Anh yên tâm, em hiểu. Em quen phục vụ loại khách đó rồi. Chương trình của tôi có những gì? Theo yêu cầu của khách, bọn em lo được tất. Nhất dạ đế vương, đêm Ai Cập, hay tiểu cung đình của đường Minh Hoàng. Ngoài các cung nữ ra, còn có một dương quý phi tuyệt đẹp. Có múa hát, có xem phim,
vừa ăn uống, vừa thưởng thức nghệ thuật. Nói tóm lại, tùy thực đơn yêu cầu của khách, bọn em lo được tất. Anh yên tâm đi. Tôi tin cô. Đây là tiền tôi đặt trước cho mỗi tốp khách. Cô cứ làm hết lòng hết sức. Nếu ngày mai tôi nghe một tiếng chê từ phía họ, cô sẽ vĩnh viễn mất một người khách là tôi đấy. Anh yên tâm, em xin đảm bảo, ở đây quen phục vụ các vị đi nước ngoài như đi chợ, từ Á sang Âu, nếm đủ mùi đủ vị. Thế mà về đây cũng phải khen Nhất Dạ Đế Vương ở Thiên Thai là tuyệt hảo đấy. Nếu họ khen, tôi sẽ quay lại thử thêm. Còn nếu họ chê, đời nào em lại để mất anh. Nhất định chỉ có khen cho anh xem. Thôi, tôi về. Chào. Hoa này, kiểm tra hộ chị tập tài liệu này, xem có gì bất hợp lý không? Vâng, em làm ngay ạ. Hà này, tìm cho chị tài liệu về chính sách đầu tư trực tiếp của Indonesia nhé. Tìm ngay nhé, chị đang cần. Vâng, em sẽ tìm ngay. Ôi may quá, giám đốc đây rồi ạ. Có việc gì thế? Có hai người công ty Phượng Hoàng muốn gặp giám đốc ạ. Được, tôi ra đây. Dạ, giới thiệu với hai anh, đây là giám đốc của chúng tôi ạ. Chào giám đốc. Chào anh. Xin chào. Mời các anh xơi nước đi ạ. Các anh có thể cho biết gửi chị. Các anh ở bên công ty Phượng Hoàng ạ? Chúng tôi đã nghe tiếng từ lâu, hôm nay mới hân hạnh được gặp. Chị cho phép tôi được giới thiệu, đây là Lê Viễn, trưởng phòng kinh doanh. Có tôi, chị đã xem cáp. Thưa giám đốc, chúng tôi nghe nói là công ty Gió Đông có chức năng xây dựng và đồng thời có thép xây dựng bán. Vâng, đúng thế ạ. Chúng tôi muốn xin mua với số lượng nhiều nhưng... Thưa anh, giám đốc đang ở trên phòng. Mời anh ạ. Cảm ơn. Anh. Em. Anh ngồi đây, để em lấy nước cho anh. Không nước nôi gì cả. Em ngồi đây với anh đã. Từ hôm em sang đây, anh mới thực sự thấy thiếu em ghê gớm. Thế mới biết em quan trọng với anh, với công ty biết nhường nào. Thì anh tuyển trợ lý mới đi. Tuyển rồi, nhưng có chọn được ai đâu. Em quá hoàn hảo, đến mức sự ra đi của em đã để lại trong anh một khoảng trống mà không gì bù đắp được. Anh nói thế để an ủi em chứ gì. Hoàn toàn không. Anh nói thật đấy. Đến bây giờ anh đã có trợ lý mới đâu. À, còn em, công việc của em thế nào? Tốt lắm anh ạ. Nhiều khách hàng trong nội thành cũng như mấy huyện ở ngoại thành đã biết đi công ty Gió Đông. Họ tìm đến để ký hợp đồng xây dựng. Các đại lý thì hỏi về sắt thép. Hay lắm. Đám công danh hẹn anh sáng mai ký hợp đồng nhập ủy thác. Đợt này Lưu Thìn tha hồ mừng. Còn Phạm Phát giúp ta đến đâu rồi?
Dạ, anh ấy đang chuẩn bị cho ta 10 bộ hồ sơ đất nữa. Tức là ta có khoảng 10 hecta đất nữa làng hoa. Anh cứ chuẩn bị đủ tiền, càng sớm càng tốt. Em giỏi lắm, ở vị trí nào cũng xuất sắc. Anh tự hào về em. Chỉ có thế thôi ư? Em nghe anh nói những câu như vậy nhiều rồi. Giờ phải khác đi chứ. Em muốn khác thế nào nào? Không, em không muốn nghe nữa. Em muốn anh làm gì cụ thể hơn cơ. Thôi thế cháu cứ đứng ở đây, đừng đi đâu xa. Kẻo mẹ cho đến đón rồi lại không thấy nhé. Vâng ạ. Làm sao không nào? Sao lại sang đường thế hả em? Dừng xe lên. Thanh ơi, con ơi, con có làm sao chị không? Chị bình tĩnh, bác sĩ đang khám cho cháu mà. Thanh ơi, mẹ đây. Con ơi. Chị ơi, lỗi tại chúng em chị ạ. Mong chị tha lỗi cho chúng em ạ. Ai gọi điện cho tôi? Chính em ạ. Em thấy trong cặp có sổ liên lạc, trong đó có tên chị. Cảm ơn đã báo kịp thời. Mọi khi tôi đi làm về sớm để còn đón cháu. Nhưng hôm nay tôi lại phải dạy thêm bài tiết cho cô bạn bị ốm. Tại tôi. Tại chúng em gì ạ? Lúc đó cháu chạy qua đường, cây mũ bị bay ra. Cháu quay lại nhặt, xe chúng em trồm tới. May mà phanh kịp nhưng cháu vẫn bị ngã. Xe em chưa chạm vào cháu đâu chị ạ. Cháu làm sao rồi bác sĩ? Bác sĩ còn đang khám cho cháu. Nhưng bước đầu bác sĩ kết luận là cháu không nguy hiểm lắm đâu. Cháu chỉ bị choáng vì ngã mạnh và xây sát vài chỗ. Chị bình tĩnh, như thế là may lắm rồi. Chị về chuẩn bị cho cháu vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Cháu còn phải ở viện vài ngày. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Ôi, may quá. Thôi, các em về đi. Dạ, thưa chị, đây là số phone và địa chỉ của em ạ. Khi nào cháu ra viện, xin phép chị cho chúng em được thanh toán tiền viện phí. Chúng em thật là may. May mà gặp được chị, không có thì chết ạ. Thôi về đi. Vâng, chúng em chào chị em về ạ. Dạ, em chào chị ạ. Alo. Alo, anh đấy à? Em đang ở bệnh viện. Bé Thanh bị tai nạn. Sao? Tai nạn à? Có sao không? Có nặng lắm không? Chết thật thôi. Sao hôm nay em lại để nó về một mình? Khổ quá. Anh đang đi trên đường đến công ty Vinamex để ký hợp đồng. Hợp đồng quan trọng lắm, không thể bỏ được. Thôi được, nó không sao là may rồi. Xong việc anh sẽ về viện ngay. Ai bị tai nạn thế hả anh? Con bé Thanh
con gái tớ. Chết thật. Cháu có bị sao không hả anh? Không, choáng nên ngất, chỉ xây xước đôi chỗ. Một xe máy suýt đâm vào nó, may mà phanh kịp. Anh có cần tạt qua bệnh viện một tí không ạ? Muộn quá, sát giờ rồi. Thôi, để xong việc, đến cũng được. Văn đây à? Tâm đây. Mày Thanh bị tai nạn xe máy. Chết, có sao không? Đang cấp cứu ở Việt Đức. Ừ, mình đến ngay. Bác sĩ ơi, làm ơn cho hỏi phòng cấp cứu bệnh nhân ở đâu ạ? Phòng số 1. Cảm ơn. Anh có làm sao không? Kìa, nói đi Tâm. Tại tôi nên bé Thanh. Bình tĩnh đi, cháu không làm sao là mừng rồi. Thôi, đừng khóc nữa Tâm. Tôi sợ quá, chẳng biết làm thế nào. Bác sĩ đã có kết luận cuối cùng chưa? Chụp đầu chưa? Tất cả đều làm rồi. Đầu không có máu tụ. Bé Thanh choáng vì sợ và ngã đau. Bánh xe chưa chạm vào người, chỉ xây xát chút ít. Phục quá rồi. Bé Thanh ngã sấp, trán bị dập thôi, không sao đâu. Người gây tai nạn đâu? Tâm cho họ về rồi. Sao? Sao lại cho về? Phải bắt đưa công an, phạt cho một trận, cho trừ cái thói phóng nhanh đi ẩu. Bọn họ còn trẻ lắm và rất có trách nhiệm. Tâm hiền quá. Phải người khác thì chết, làm cho con người ta ngã như thế có phải chuyện đơn giản đâu. Anh Hùng biết chưa? Mình đã báo rồi. Nhưng anh ấy bận đi ký hợp đồng, hẹn xong sẽ đến ngay. Alo, làm ơn cho tôi xin số máy của bệnh viện. Bệnh viện... tôi lại quên mất rồi. Khổ thế. Anh Hùng, tại sao lại ra đây? Mọi người đang nháo nhác tìm anh để nâng cốc chúc mừng ký kết hợp đồng thành công mà lại... Thôi đi vào. À,
Nhân tiện có Văn ở đây, mình nhờ Văn chăm hộ bé Thanh, để mình về nhà lấy ít quần áo và đồ dùng. Bác sĩ bảo bé Thanh phải ở lại viện vài ngày để theo dõi. Tâm cứ về đi, để mình chăm cho, yên tâm. Văn giúp mình nhé. Nửa tiếng nữa quay lại đón tớ nhé. Em cứ tưởng anh ở lại đây với cháu. Có cô ấy rồi. Mình xem tình hình thế nào rồi đi. Tớ có cuộc hẹn với Trần Phong lúc 6 giờ. Không hoãn được hả anh? Cái cậu này, hoãn thế nào được. Vâng, anh cứ vào trước. Em đỗ xe ra bãi, xong sẽ vào thăm cháu. Ờ. Chị cho hỏi phòng cấp cứu ở đâu ạ? Phòng số 1 ạ. Vâng, cảm ơn. Văn đây à? Vâng. Nhà tôi đâu? Tâm vừa về nhà được một lúc anh ạ. Cô ấy bỏ về? Tâm phải về nhà để lấy quần áo và đồ dùng cho bé Thanh. À. Văn đến lâu chưa? Em cũng vừa đến được một lúc. Cháu vẫn chưa tỉnh hả anh? Con bé đang ngủ. Chắc họ cho uống thuốc an thần. Vì lúc ngã, chắc con bé phải sợ chết khiếp. Sao cậu cho nhiều quà thế? Cảm ơn cậu. Này, đằng nào nó cũng đang ngủ. Thôi, để nó ngủ. Mình đi thôi. Tối quay lại. Vẫn còn sớm mà anh. Anh Hùng này, em cần nói chuyện với anh một lúc. Chuyện gì thế? Có cần thiết không? Rất cần đối với anh. Vậy thì để lúc khác được không? Giờ bọn mình phải đi, mình có hẹn. Nhưng em cũng chỉ cần vài phút thôi. Cậu ở đây với con bé vài phút nhé. Vâng, anh cứ đi ạ. Đi, ta ra ngoài kia nói chuyện cho mát. Vâng. Cảm ơn. Nào, có chuyện gì cậu nói đi. Vâng, anh có ít thì giờ em nói thẳng một vấn đề ngay đi. Anh Hùng ạ. Đã có vài thư tố cáo gửi về tòa soạn của em. Thư tố cáo? Tố cáo tôi?
Mà tố cáo cái gì mới được chứ? Anh vay quá nhiều tiền và sai nguyên tắc tài chính. Thế à? Em cho rằng ngay bây giờ anh sửa sai còn kịp. Đó là điều quan trọng nhất đối với anh lúc này. Còn một việc nữa không kém phần quan trọng. Đó là anh đang làm cho Tâm phải lo lắng. Cô ấy đang sống trong sự căng thẳng nặng nề do chính anh gây ra. Cái sai này mới thực sự nghiêm trọng. Thế đấy. Chẳng lẽ cậu không làm gì để cho cô ấy bớt nặng nề căng thẳng à? Vậy mà tôi nghĩ cậu có thể làm hơn thế cơ. Cậu đang làm cho cô ấy hạnh phúc phải không? Anh Hùng, anh chớ hiểu lầm. Tôi không ngốc như cậu nghĩ đâu. Tôi đủ sáng suốt để phán đoán. Tốt thôi. Cảm ơn cậu đã làm cho vợ tôi cảm thấy bớt cô đơn trống vắng khi tôi, chồng cô ấy đang phải lăn lộn trên thương trường. Có điều, khi đã biết nhân cơ hội, chớp thời cơ, kiếm được một chút gì đó rồi, thì đừng làm ra vẻ cao đạo dạy đời làm gì. Vì điều đó sẽ làm cho cậu trở thành vô liêm sỉ đấy. Thôi, chào. Anh Hùng, nghe em nói đã. Xin lỗi, tôi không có thì giờ. Tôi đang bận. Nào, cô uống hết con nhé. Thành, con đau ở đâu nhé? Có đau đầu không con? Con đau khắp cả người mẹ, nhưng không biết đau ở đâu nhất. Cháu bị đau khắp cả người là do cháu bị một cú ngã mạnh quá. Lúc ngã, cháu bị choáng, người đổ sập xuống, nên đau. Cái đau này chỉ may là khỏi. Cháu phải cố ăn cho có sức. May là đầu cháu không sao cả. Cả chân tay cũng vậy. Cháu hiểu rồi ạ. Cháu sẽ cố gắng ăn cho cháu khỏe. Để cháu còn đi học. Nghỉ thế này cháu lo lắm. Con yên tâm đi. Mẹ sẽ nói với cô giáo chủ nhiệm cho con nhá. Nhắm mắt ngủ đi. Đây, vừa ký với Vinamex chiều nay. Chữ ký còn chưa rõ mực. Tốt rồi. Để tôi trình với sếp. Chắc sếp sẽ ký ngay. Sếp phải ký thì tôi mới mua được hàng. Phải có sự bảo lãnh của ngân hàng thì họ mới bán cho chúng tôi. Tôi hiểu. Nguyên tắc mua bán hàng trả chậm là như vậy. Anh yên tâm. Sếp đời nào lại từ chối anh. Vậy xin mời anh. Ta nâng cốc mừng cho sự hợp tác tuyệt đẹp này. Lẽ ra Văn không nên nói với anh Hùng như thế. Sao? Mình khuyên đúng cơ mà. Mình có làm điều gì sai đâu. Anh ấy ghen đấy. Và không nghe những lời khuyên đúng của Văn đâu. Cảm ơn Văn. Ở bên cạnh Văn, mình được an ủi rất nhiều. Văn thật tốt với mình.
Thưa anh, hôm qua Trần Hùng vừa chuyển cho em bản hợp đồng ủy thác nhập khẩu mà hắn vừa ký với Vinamex. Anh xem qua. Nó làm đúng đấy. Thế là tốt. Gió mới và Techco từ nay sẽ có hai nguồn vốn. Trong nước thì ta bảo lãnh, chấp nhận thế chấp bất động sản có công chứng với giá đất được tăng lên nhiều lần. Ngoài nước thì mua hàng trả chậm. Thông qua Vinamex nó sẽ tranh thủ bán để thu lấy tiền mặt. Hai nguồn vốn này cộng lại, Trần Hùng và Lưu Thìn sẽ có nhiều tỷ đồng. Tha hồ mà vùng vẫy, mà phất lên như diều. Họ vay được số vốn nhiều đến chóng mặt như thế. Xin anh cứ yên tâm, em sẽ xử lý trực tiếp hai vị này. Vậy là tốt đẹp rồi. Bây giờ anh triển khai ngay kho bãi nhé. Nói đúng hơn là hệ thống kho bãi để chứa hàng vạn tấn sắt thép và phân bón. Hả? Xin chào. Đây là anh Lưu, giám đốc Techco. Hai bên đã quen nhau. Nhãn mặt ở ngân hàng, lạ gì? Nhưng giáp bầu tâm sự thì chưa đâu nhá. Khó gì. Tối nay đến thiên thai. Nói đến thiên thai, tôi chuyển lời cảm ơn của sếp tôi đến anh Hùng. Thật là một đêm tuyệt vời. Sếp tôi hài lòng lắm. Mà ông ấy chịu đi là công của tôi đấy anh Hùng ạ. Đặc biệt lắm đấy. Rất cảm ơn anh. Không có anh thì chúng tôi chịu chết. Biết làm thế nào đấy. Hôm nay tôi đem đến cho anh hai bộ hồ sơ sếp đã duyệt. Mỗi bộ 100 tỷ. Thời hạn 6 tháng. Nhưng phải trả cả vốn lẫn lãi khi đến hạn. Cảm ơn anh. Cho tôi gửi lời cảm ơn sếp. Hôm nay tôi cũng đề cập luôn. Sắp tới nếu các vị muốn vay thêm tiền, thì các vị lấy gì để thế chấp? Chúng tôi lại mua thêm đất. Cũng được. Nhưng chưa ổn. Pháp lệnh ngân hàng quy định, mỗi ngân hàng không thể rót vốn mãi cho một khách hàng. Thế ạ? Thế thì gay rồi. Chúng tôi đã dự tính và đã có cách gỡ rối cho các anh rồi. Ý kiến của sếp là thế này. Các anh phải cho thành lập ngay các công ty vệ tinh. Các công ty con xung quanh công ty mẹ. Mỗi công ty con đều phải có tư cách pháp nhân, tài khoản riêng. Và ít ra mỗi công ty phải có một cái nhà để thế chấp. Chúng tôi sẽ cho mỗi công ty con vay một số vốn. Vốn vay được rồi, con dồn cho mẹ. Các anh hiểu chứ? Tốt quá. Một ý kiến mà đảo ngược cả tình thế. Giỏi. Giỏi thật. Thế nào? Các sếp vừa lòng không ông anh? Đúng hẹn. Hôm nay tôi đến boa cho cô đây. Từ nay, bất kỳ vị khách nào trong số các vị khách hôm nọ đến đây, cô tiếp đón cho chu đáo. Tôi sẽ thanh toán đủ. Em hiểu rồi. Em đã dặn chúng nó phải phục vụ hết mình. Được boa đồng nào, xin đồng ấy. Cấm được mè nheo góp ý. Và đặc biệt, cấm không được hỏi tên thật và chức danh của ai. Tốt. Mấy ông ấy là chiến hữu của tôi đấy. Vì vậy cứ hết lòng phục vụ. Từ nay họ sẽ đến thường xuyên đấy. Thế ạ? Vậy khi nào họ cần thay đổi menu anh cứ bảo em nhé. Em đảm bảo tất cả những đứa qua tay em tuyển chọn chỉ có từ hết ý trở lên thôi. Anh không tin? Ồ không, với cô tôi tin. Cô là một cao thủ trong lĩnh vực này cơ mà. Làm sao tôi không tin được. Thôi, nhớ những gì tôi dặn. Tôi về đây. Vẫn nhất định không muốn à? Không có nhu cầu. Rồi xem, cũng đến lúc phải có nhu cầu. Ha ha ha.
Em ngồi đây à? Sao im lặng thế? Anh tưởng em... Em đợi anh. Thế à? Thế thì bật đèn lên. Em đợi anh có chuyện gì không? Nếu không, nên đi ngủ. Khuya rồi. Có chuyện thì em mới đợi chứ. Con thế nào? Nó còn đau không? Không, nó đi học bình thường rồi. Vậy thì còn chuyện gì? Nói đi. Em biết là anh rất mệt. Công việc cả ngày căng thẳng. Tối về muộn thế này, phải để cho anh nghỉ ngơi chứ. Vâng. Nhanh thôi mà. Có lần em đã nói với anh, nếu như anh không còn quan tâm đến em nữa, thì ít ra anh cũng phải nghĩ đến con. Đừng làm gì để sau này con nó phải khổ vì cha mẹ. Thì anh đang làm việc để sau này con tự hào về anh. Anh nghĩ như vậy thật đấy à? Thật chứ sao không. Nếu trước đây những đứa trẻ tự hào về bố mình là anh hùng quân đội, thì bây giờ những đứa trẻ thế hệ hôm nay sẽ tự hào về bố mình là nhà doanh nghiệp thành đạt, anh hùng thời kỳ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, và anh hùng thời kỳ xây dựng, làm giàu cho Tổ quốc đều như nhau về mặt phẩm giá. Niềm tự hào và công trạng đối với cộng đồng. Nhưng thời chiến tranh, có phải bất kỳ ai cầm súng ra trận cũng đều trở thành anh hùng cả đâu. Không ít kẻ đào ngũ, kẻ phản bội. Và bây giờ cũng vậy. Chẳng thiếu những kẻ học đòi kinh doanh chỉ để làm nghèo bản thân, làm nghèo đất nước. Em cho rằng anh cũng thuộc loại này à? Không. Nhưng tự cho mình là anh hùng thời nay, một doanh nghiệp thành đạt. Em sợ anh hơi vội vã. Thế à? Em không thấy gì sao? Công ty của anh thế nào? Bản thân anh ra sao? Anh dám chắc anh là người nộp thuế cao nhất trong số các doanh nghiệp tư nhân ở thành phố này. Tức là anh làm giàu cho nhà nước còn gì. Đương nhiên, doanh thu của công ty phải cao thì mới nộp thuế được như vậy. Đúng không? Thế tức là anh làm giàu cho mình và làm giàu cho nhiều người khác nữa. Nếu chỉ có vậy, hẳn người ta đã không viết thư tố cáo khiếu nại. Và các cơ quan chức năng đã không đặt vấn đề thẩm tra theo dõi. Ai? Ai tố cáo? Ai khiếu nại? Mà tố cáo khiếu nại cái gì? Theo dõi cái gì? Anh ăn cắp à? Hay ăn trộm, tham mô, lừa đảo? Em thân mến ơi, loài người được chia làm hai loại. Loại giỏi, loại dốt. Loại bất tài và có tài. Loại ti tiện và cao cả. Cái loại rốt nát bất tài bao giờ cũng có phẩm chất ti tiện, ghen tức với loại có tài, ghen tức với sự thành công của họ. Và một loạt những hành động của loại người đó nhằm kéo những người có tài xuống ngang bằng mình. Nhưng bản thân hành động đó của họ chỉ đạt được hiệu quả duy nhất, đó là sự tự bộc lộ cái ngu dốt, cái bất tài, cái ti tiện của mình. Tất cả chỉ có vậy. Hẳn em đã đánh bại với một kẻ trong số đó. Thôi được. Em đã lầm khi nói chuyện này với anh. Em xin lỗi. Không sao. Anh rất xúc động vì hình như em vẫn lo cho anh. Em lo cho con thì đúng hơn. Về phần chúng ta, nếu như anh cảm thấy em là cái gì cản trở bước đi của anh cứ viết đơn. Em sẽ giải thoát cho anh, đến được tự nhiên thoải mái đến với người ta. Em nói gì thế? À, anh hiểu. Em có nhu cầu được giải thoát, cho nên phải làm ra vẻ một người vợ bị đối xử tệ bạc. Anh nghĩ không nhất thiết phải làm thế đâu. Làm thế chỉ khổ con thôi. Cứ thế này cũng được rồi.
có sao? Anh định đe dọa tôi đến chết anh mới hạ sao? Tôi có tội tình gì? Kìa, anh làm gì em nào? Anh đi từ sáng đến nửa đêm về rồi ngủ ngay, sáng hôm sau dậy sớm lại đi ngay. Cứ thế về tâm hồn ta chẳng có gì chung nữa rồi, về thể xác lại càng không. Thời gian anh đi cả ngày đấy, em thoải mái đến với thế giới của em. Ở đó em được chia sẻ, được an ủi, thế còn gì bằng nữa. Hay em sợ người ta ghen? Từ đêm nay ta sẽ ngủ riêng, được chứ? Anh thật là không thể chịu nổi. Mời vào. Văn hả? Dạ. Ngồi xuống đi. Thưa anh, có việc gì ạ? Cậu nghiên cứu hai bức thư này đi. Hay đấy. Nhanh lên nhá. Nghe này. Đây là bức thư gửi trực tiếp tổng biên tập của một doanh nghiệp. Có lẽ anh ta sợ gửi ban bạn đọc sẽ bị thất lạc. Cậu nghe tôi đọc nhé. Ông Trần Chí Hùng yêu cầu tôi giúp ông ta vay vốn bằng cách nhân danh công ty tiến bộ của tôi làm đơn xin vay ngân hàng Y số vốn 10 tỷ đồng. Ông Hùng sẽ lo mọi thủ tục để tôi rút được 10 tỷ đồng rồi chuyển cho ông Hùng. Khi đáo hạn, ông Hùng sẽ trả vào ngân hàng cả vốn lẫn lãi. Nếu thuận tình giúp ông Hùng, như vậy ông Hùng sẽ cho tôi khoản hoa hồng 2%. Theo tôi nghĩ, kinh doanh theo kiểu này thì chỉ có lỗ vốn. Nhất là việc ông Hùng đang ôm vào nhiều lô đất ở Nghi Tàm, Quảng Bá. Và đương nhiên cũng phải chi cho ngân hàng. Ông Hùng cũng đang hạ giá bán phân bón, sắt thép ở thị trường với giá rất thấp. Để chịu lỗ và thu gom nhiều tỷ đồng tung vào kinh doanh nhà đất. Đó, cậu thấy thế nào? Một vụ án kinh tế lớn, em nghĩ vậy. Và cả hai bức thư đều có nội dung tố cáo công ty Gió Mới và Texaco. Việc của cậu là xác minh sự thật và có bài kịp thời vào số báo mới nhất. Nếu các cơ quan pháp luật chưa sở tới thì bài của báo mình sẽ mang tính phát hiện. Nếu thư tố cáo xuyên tạc sự thật thì ta phải minh oan cho những công ty đó và cảnh cáo những kẻ vu khống. Tôi nghĩ việc này cậu có kinh nghiệm, cậu làm sẽ tốt hơn người khác. Cảm ơn anh đã tin em. Khẩn trương lên. Dạ, em đi nhé. Vậy là nó cứ chứng nào tật ấy, đi sớm về khuya, bỏ bể gia đình vợ con. Mẹ không hiểu tại sao con cứ nhịn nhục như thế mãi được nhỉ. Được rồi, để hôm nào mẹ đến mẹ cho nó một trận. Kìa mẹ, đừng có làm như thế, chẳng có ích gì đâu. Hay là thấy nó bồ bịch, con chán con buông xuôi. Thôi, mẹ con bà bỏ ngay cái tính nhỏ nhen ích kỷ suy diễn lung tung ấy đi. Sao lại suy diễn lung tung? Ông không nghe con Tâm nó nói gì từ nãy giờ à? Sao lại không? Tôi nghe mới thấy bực mẹ con bà. Con thì nói xấu chồng, mẹ thì bênh con gái chằm chặp. Còn thằng Hùng, nó mới là nam nhi chí khí.
không để cho cái thói nhi nữ thường tình làm cản trở cái bước đường công danh sự nghiệp của nó. Thế mới xứng là đàn ông chứ. Còn Ngân Tâm, mày đã không giúp được gì cho chồng thì thôi, đừng làm cho nó khó khăn thêm. Anh Giáo. Vâng. Chào anh. Vâng, chào tôi anh. Tôi mang cây hoa giấy đến cho anh đây. Phải khén mãi mới kiếm được cái loại hoa vàng này đây. Cảm ơn anh, tôi xin. Mời anh vào ạ. Không biết anh đã biết tin gì chưa? Anh vào đi rồi ta nói chuyện. Đây, anh đọc đi. Đọc đi. Ghê gớm quá. Tôi cũng như anh, đọc bài báo tố cáo việc làm của thằng Hùng mà tôi như người chết đứng. Thật không ngờ. Đúng là quá bất ngờ bác ạ. Mà nó vay làm gì lắm tiền thế? Tôi biết chắc chắn thằng Hùng không phải là loại tham ô. Nó là học trò lâu năm của tôi biết mà. Nó không chơi bời đàng điếm. Có lần đã lâu nó đến tôi, hỏi về chuyện kinh doanh bất động sản. Tôi gàn nó hứa là nghe rồi. Ngờ đâu nó cứ làm, mà lại làm với mức độ không thể chấp nhận được. Chuyến này thì chết tôi. Dính đến đồng tiền nhà nước có phải chuyện chơi đâu. Nghĩ thương cho mẹ con tâm quá anh ạ. Mà cũng chỉ tại tôi chủ quan. Thấy vợ chồng nó lùng cùng, tôi lại mắng con Tâm. Nếu mình gặp nó hỏi cho ra nhẽ, may ra có thể khuyên được thằng chồng nó. Làm bố như tôi, thật là vô tích sự. Nếu đúng như bài báo phản ánh, thì nặng đấy anh ạ. Tù là cái chắc. Tài sản bị niêm phong. Anh về chuẩn bị tư tưởng cho chị nhà và cháu Tâm đi. Anh bảo cháu Tâm có tiền hoặc tư trang gì phải đem về gửi ngay anh chị đi. Việc gấp lắm rồi đấy. Văn ký bút danh, nhưng tôi thừa biết Văn là tác giả của bài báo này. Mình xin lỗi, nhưng mình không thể không viết. Ngốc ơi là ngốc, mình đến để cảm ơn Văn đã viết bài báo này. Tại sao? Tâm làm cho mình bất ngờ quá đấy. Bất ngờ cái gì? Văn không biết là mình lo lắng cho mối quan hệ của Gió Mới và Texco đến thế nào đâu. Và cả cái thói dương dương tự phụ rằng ta là một nhà doanh nghiệp thành đạt, là một nhà tư bản lớn, chỉ huy một tập đoàn kinh tế hùng mạnh của anh ấy nữa. Văn làm sao thế? Tâm... Văn thấy Tâm khác lắm à? Mình thấy đàn bà thật khó hiểu. Mình cứ nghĩ mình đã hiểu hết Tâm. Hóa ra chẳng hiểu gì. Đúng. Văn sẽ không bao giờ hiểu được. Không bao giờ. Cứ thế này rồi Nghi sẽ ra sao? Mình e rằng khó mà tránh khỏi bị kết tội. Mình không muốn anh ấy bị đi tù. Mình cũng không muốn thế. Mấy hôm nay người ta cứ bàn tán nhiều về anh ấy và công ty của anh ấy. Nếu anh ấy có bị làm sao, mình lo cho bé Thanh lắm. Thank you.
Khách nào thế? Công ty phần mềm à? Cho anh ta lên. Chào bà chủ. Chào ông chủ. Mời ông chủ ngồi. Dạ vâng. Đây là bài báo thứ hai nói về công ty gió mới bịp bợm và lừa đảo. Công ty G được ngân hàng Y cho vay hàng ngàn tỷ đồng vốn để kinh doanh. Vay nhiều quá đến độ không thể vay hơn được nữa. Công ty G đã nảy sinh sáng kiến thành lập ra 20 công ty con do vợ chồng... Thôi thôi thôi, anh không muốn nghe những chuyện vớ vẩn này nữa. Bao giờ sếp em phát mại công ty để trả nợ cho ngân hàng, hãy báo cho anh đánh mua lại. Bây giờ chúng ta hãy bàn vấn đề của chúng ta. Anh muốn giới thiệu sản phẩm phần mềm của công ty anh cho các đơn vị kinh doanh sản xuất toàn miền Bắc. Em có thể lo cho anh vụ này. Nhưng vấn đề là... Phần trăm hoa hồng. Tất nhiên. Em rút kinh nghiệm với sếp cũ. Em vắt chất xám ra làm không công. Nên bây giờ em phải mặc cả trước cho chắc. Như vậy thì... Cứ mỗi hợp đồng em được hưởng 2%. Đồng ý chứ? Ok. Vậy thì bắt đầu. Hùng ơi! Hùng! Hùng ơi! Hùng! Chết rồi! Báo công lý lại đăng bài nữa này. Xem đi này. Bài khác, nội dung khác. Bịp bợ và lừa đảo. Cái tin thế có chết người không? Alo, Lưu Thìn hả? Nó viết về cả ông nữa. Cụ thể, ông có mấy công ty vệ tinh, nó thống kê đủ. Tôi có mấy chục, nó viết chính xác từng cái. Rồi số tiền vay được ở ngân hàng, làm sao ư? Tôi cũng không biết. Alo, anh Nghiêm ạ? À? Em cũng không biết. Vâng, vâng, vâng. Em sẽ gọi cho anh. Anh yên tâm. Bọn trẻ này lạ thật. Nước sôi lửa bỏng như thế mà nó cứ thản nhiên như không. Nghe khắp nơi bàn tán về vụ bê bối của anh. Giá như anh nghe em, thương vợ thương con thì đau đến nỗi. Đúng như em đã nói, chỉ khổ con thôi. Từng nói chắc như đinh đóng cột, anh không làm gì phạm pháp. Anh thành đạt nhất, anh là người hùng của thời này. Tôi xin cô im đi. Nếu tôi bị đi tù, cô càng vui, càng được tự do chứ sao? Đến giờ này mà anh còn nói như thế được à? Phải, tôi mong anh rũ tù. Sao thế này? Trời trời à?
Có nhu cầu đấy. Cô không nhận ra tôi à? Dạ có. Nhưng giám đốc dặn em ai đến cũng phải đợi ạ. Tình hình căng thẳng quá phải không anh? Ờ, anh mệt mỏi, chán trường quá. Anh muốn xuống đây với em, tìm một sự thanh thản. Muốn tìm sự thanh thản? Sao anh lại đến đây? Xin lỗi anh, em không còn là người của công ty gió mới nữa rồi. Cái gì? Em đùa đấy à? Có gì đáng đùa đâu anh. Em đã nhận làm trợ lý tiếp thị cho công ty phần mềm quyết thắng rồi. Rất hân hạnh được làm quen với anh. Đồ tồi. Thế mà xoen xoét. Em sẽ trung thành với anh mãi mãi. Em trung thành với người chiến thắng. Em đã nói như thế đúng không? Em không thể trung thành với kẻ chiến bại. Vậy thì cô xéo đi. Đây vẫn là văn phòng của gió mới. Gió đông chứ. Và nó đứng tên em đúng không? Câu đuổi vừa rồi là của em dành cho anh mới phải. Anh liệu họ làm gì trong đấy nhỉ? Không hiểu sao không nhỉ? Anh ơi, liệu đủ có biết làm sao? Yên lặng rồi, sao cũng đấy. Chật tứ. Ui, đừng. Sao ấy? Xin các chị đọc kỹ biên bản này rồi ký vào chỗ nhân chứng ấy. Anh Hùng, mời anh ký vào biên bản. Vâng, xin lỗi, tôi xin ký ngay.
gì thế nhỉ? Ra rồi, lùi lại đi, lùi lại đi, lùi lại, lùi lại đi, trật tự. Chào anh Hùng. Chào giám đốc ạ. Chào anh ạ. Chào anh ạ. Chào giám đốc. Chào ông ạ. Chào giám đốc. Chào anh Hùng. Chào giám đốc. Chào anh ạ. Đi thôi. Thật tội nghiệp cho anh ấy. Lo công ăn việc làm cho bao nhiêu người. Anh ấy phạm tội vì lo việc cho anh em ở công ty đấy. Bản thân anh ấy có chơi bời gì đâu. Nhà anh ấy vẫn thế, có giàu có hơn ai đâu. Anh Hùng. Em. Anh. Tâm. Anh làm khổ mẹ con em rồi. Anh đã nhận thấy rằng anh lừa đảo nhà nước. Anh đã trà đạp lên các nguyên tắc quản lý tài chính để lấy và làm thất thoát tiền của nhà nước. Với số lượng lớn như thế, anh hiểu thế nào rồi chứ? Thưa, tôi đã nói, tôi chỉ vay và tôi sẽ trả. Đúng là tôi có sử dụng phương pháp dối trá để vay được nhiều tiền hơn so với tiêu chuẩn được phép. Nhưng dự án của tôi cần nhiều tiền, nhiều vốn. Tôi buộc phải làm thế để có tiền thực hiện dự án của mình. Nếu dự án thành công, tôi sẽ có rất nhiều tiền để có thể trả nợ. Anh không thừa nhận rằng mình có tội. Tội ư? Thưa, tội gì ạ? Tôi đâu có ý định quỵt tiền của nhà nước. Tôi đã nói, tôi có sử dụng phương pháp dối trá để vay tiền, để tôi thực hiện mục đích và nhất định tôi sẽ trả. Bản thân, sự thành công của dự án sẽ đem lại bộ mặt mới cho thủ đô ta. Tôi không có tội ạ. Anh biết chơi cờ tướng chứ? Dạ. Có. Anh biết rằng mỗi bên đều có một số quân cờ nhất định, với những quy tắc nhất định của trò chơi. Và người giỏi cờ là người xử lý khéo léo những quân cờ của mình để giành chiến thắng mà không cần vi phạm quy tắc của trò chơi, đúng không? Đúng thế. Nếu ai vi phạm quy tắc của trò chơi, đương nhiên kẻ đó không được chơi nữa. Anh hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu. Tôi đã vi phạm quy tắc. Và anh đã bị gạt ra khỏi trò chơi. Trò chơi thương trường với những quy tắc gọi là luật pháp. Anh thấy mình có tội chưa? Thế nào? Anh trả lời đi chứ? Thưa, tôi đã tham dự trò chơi khi chưa biết các quy tắc chơi. Tôi có tội mà không biết. Tâm. Tâm, sao muộn thế? Có việc gì không Văn? Tâm làm sao thế? Sao mấy hôm nay Tâm không tới? Tâm không thể. Hãy tha lỗi cho Tâm. Đừng đến tìm Tâm làm gì. Tâm không thể lừa dối anh ấy một lần nữa.
Tâm vẫn còn yêu anh ấy à? Hơn bao giờ hết. Giờ đây Tâm đã được sống vì con và vì anh ấy. Thôi, Văn về đi. Vĩnh biệt. Có dòng sông nào không về với biển? Có góc đường nào không nỗi nhớ anh? Nhưng mùa đông dài chưa từng lỡ hẹn, nỗi nhớ khôn cùng khi phải cách xa nhau.